Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng thứ bảy ngày 23 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với tổ chức AEA phát động cuộc thi Thách thức sáng kiến kinh doanh. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ được thực hiện tại tỉnh Lào Cai và Hòa Bình từ năm 2023 đến năm 2026. Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả thanh niên phụ nữ trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và huyện Bắc Hà. Các ý tưởng sáng kiến dự thi phải phù hợp với định hướng, thế mạnh và mục tiêu phát triển của địa phương, góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường, tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên địa phương. Với tổng giá trị các giải thưởng lên tới gần 2 tỷ đồng, các ý tưởng sáng kiến đạt giải sẽ được hỗ trợ về tài chính, chuyên môn kỹ thuật, tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà đầu tư, chuyên gia về khởi nghiệp. Cuộc thi diễn ra từ ngày 7 tháng 3, vòng chung kết được tổ chức vào cuối tháng 6 năm nay. Ngày 22 tháng 3, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ký kết hợp tác chuyển giao kỹ thuật trong khám chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn với Trung tâm Y tế huyện Simacai. Theo thỏa thuận hợp tác, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ giúp đỡ hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Simacai chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hỗ trợ công tác khám chữa bệnh từ xa. Trọng tâm là hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cấp cứu, khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý chuyên ngành nhi khoa, cử bác sĩ về công tác trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện. Qua đó, Trung tâm Y tế huyện Simacai nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dịp này, đoàn công tác của Bệnh viện Nhi Trung ương đã khám, cấp phát thuốc và tặng quà cho hơn 400 bệnh nhi là trẻ em trên địa bàn huyện Simacai. Nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến môi trường, suy giảm chất lượng nguồn nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan, chính quyền địa phương, các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến nước. Đồng thời, để giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước, tại khu công nghiệp Tàng Lỏng, tỉnh Lào Cai đã đầu tư 2 nhà máy xử lý nước thải tập trung để thu gom xử lý toàn bộ nước mặt chảy tràn trong khu công nghiệp trước khi thải ra ngoài môi trường nhằm đảm bảo các quy chuẩn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các doanh nghiệp đã nghiêm túc chủ động khắc phục việc thu gom, quản lý, xử lý các nguồn nước thải phát sinh, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục kết nối số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi quản lý. Thưa quý vị và các bạn, phấn đấu hoàn thành vào tháng 8 năm 2024. Những ngày này trên công trình đường B6 kéo dài, đoạn từ đường B10 đến đường D1, chủ đầu tư đơn vị thi công đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Công trình đường B6 kéo dài có tổng đầu tư gần 49 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, gồm các hạng mục san tạo mặt bằng 6,11 ha, xây dựng mới, hoàn thiện tuyến đường B10 đến đường D1, chiều dài gần 1 km, nền đường 25m, chiều rộng mặt đường 15m, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, biển báo giao thông và cây xanh. Để công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, Ban Quản lý Dự án Xây dựng tỉnh yêu cầu nhà thầu chủ động bố trí vật tư máy móc nhân lực, tổ chức thi công 2-3 ca trên một ngày. Quá trình thi công, đội ngũ tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra, đảm bảo đúng thiết kế, chất lượng mỹ quan. Hiện công trình đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc. Sau khi sạch toàn bộ mặt bằng trong 8,9 hectare, thành phố bàn giao thì chủ đầu tư cũng đã đôn đốc nhà thầu tập trung tối đa cái vật tư nhân lực để triển khai thi công. Và hiện nay thì các cái tồn tại và khó khăn nhất đối với dự án là công tác giải phóng mặt bằng thì cũng đã được giải quyết xong, và chủ đầu tư cùng với nhà thầu sẽ cam kết thực hiện theo đúng cái bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Trong khi thời gian không còn nhiều, đơn vị thi công đang linh hoạt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, tập trung vào các hạng mục như đào đắp nền đường, hệ thống thoát nước, xây kè, tường chắn. Hiện tại thì bây giờ chỉ là còn hệ thống nước thoát nước tức là đã làm xong, bây giờ chỉ còn mặt đường và hệ thống điện và cấp nước. Thì đơn vị thi công thì tập trung là toàn bộ máy móc thiết bị cũng như nhân lực kết hợp để thi công. Có thể là đơn vị đã làm để tăng ca để đảm bảo tiến độ để đề ra.
Công trình đường B6 kéo dài khi hoàn thành, góp phần đảm bảo hạ tầng giao thông cho khu vực này, đồng thời tạo quỹ đất gần 4 ha phục vụ cho các mục tiêu dân sinh theo quy hoạch của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức bàn giao đưa hệ thống trạm truyền thanh không dây vào vận hành tại các xã Nậm Xây, Thẩm Dương, Dần Thàng, Sơn Thủy, huyện Văn Bản. Hệ thống trạm truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông kết nối Internet được đầu tư cho các xã gồm bộ thiết bị thu phát truyền thanh kỹ thuật số, SIM dữ liệu 3G, 4G, thuê bao 1 năm, lắp dựng cột treo loa, loa nén vành nhựa 60W, máy tính, đề bàn, được cài đặt phần mềm quản lý hệ thống ứng dụng công nghệ AI chuyển văn bản thành giọng nói, micro có dây, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Đại diện đơn vị thi công đã hướng dẫn quy trình vận hành sử dụng hệ thống truyền thanh thông minh cho cán bộ làm công tác truyền thanh xã. Công trình đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn. Giải bóng rổ Bình Minh lần thứ nhất tranh cúp Agribank chi nhánh Cốc Lếu lần thứ nhất vừa được khai mạc vào tối qua ngày 22 tháng 3 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Lào Cai. Tham dự giải có 8 câu lạc bộ với gần 100 vận động viên đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Lào Cai. Các đội chia làm 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn đội nhất nhì vào vòng chung kết. Giải diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam, ngày 27 tháng 3 năm 1946, ngày 27 tháng 3 năm 2024, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua giải đấu, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các trường phổ thông nói chung và phong trào bóng rổ nói riêng tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng. Thế nhưng dân tộc Giấy và dân tộc Xa Phó ở xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai lại có chung một nghi lễ quan trọng và đặc sắc, đó là lễ cúng rừng cầu mưa. Nghi lễ không chỉ có ý nghĩa trong đời sống tinh thần, tâm linh mà còn thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc tại địa phương. Lễ cúng rừng cầu mưa được tổ chức vào ngày thìn trong mùa xuân, bởi theo quan niệm, rồng biểu trưng cho nguồn nước. Nghi lễ được diễn ra ở đầu nguồn suối Nậm Rịa. Đây là dòng suối cung cấp nguồn nước chính cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng xã Hợp Thành. Lễ hội này để cầu vua thủy tre, làm mưa thuận gió hòa cho mình. Lúc nào có mưa đều, lúc nước nó mới chảy đều. Ao, hồ, ruộng, cây cối nó cũng phải uống nước hết. Nghi lễ cúng rừng cầu mưa của cộng đồng người Giấy và Xa Phó xã Hợp Thành đã có từ lâu đời, nhưng mới được phục dựng lại từ cách đây 4 năm. So với trước đây thì nghi lễ đã được rút gọn, đơn giản hơn về nghi thức, lễ vật, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị và có ý nghĩa gắn kết tình thân trong cộng đồng hai dân tộc nơi đây. Cúng rừng và cái lễ cầu mưa thì đối với dân tộc Xa Phó và dân tộc Giấy thì từ trước cũng là có cái kết hợp để cúng. Đấy, cúng thì ngày xưa các cụ người xưa cúng là cúng trong vòng một ngày, hai ngày cơ. Nó cũng không khác gì cái lễ hội cúng lần cuối cùng là năm 1960. Thế sau đó là nó để mai một dần, mà tức là mất, cúng là rất là nguy cơ phải mất gốc. Cho nên là bây giờ chúng tôi phải khôi phục lại cái này để và khôi phục lại để sau này cho con cháu nó hiểu được. Đối với lại Hợp Thành thì đối với diện tích lúa nước thì hiện tại là có khoảng 216 ha lúa nước và hơn 70 ha là ruộng bậc thang của người dân. Thì ruộng bậc thang chủ yếu là của người dân tộc Xa Phó. Thì với cái ý nghĩa là một xã thuần nông, chủ yếu canh tác là lúa nước và lúa ruộng bậc thang, thì cái nghi lễ, các cái nghi lễ liên quan đến nông nghiệp là chúng tôi đã tổ chức phục dựng lại và để tổ chức cho nhân dân để thấy được cái ý nghĩa và mục đích là cầu cho một năm mưa thuận gió hòa và cho con cháu gìn giữ nét đẹp truyền thống cha ông và bảo vệ môi trường. Hạ nguồn dòng suối Nậm Rịa, nơi có cánh đồng lúa xã Hợp Thành vẫn đang nhộn nhịp trong mùa cấy. Bà con hăng hái trong mùa vụ mới với tinh thần phấn khởi, ước vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tiếp theo là những tin tức thời sự trong nước đáng chú ý. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã nhận được thông tin cảnh báo từ vụ kiểm dịch động thực vật Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc 30 lô hàng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu bị nhiễm kim loại nặng cadmi vượt mức giới hạn quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc.
Cục Bảo vệ Thực vật đã đề nghị các đơn vị liên quan truy xuất các lô hàng sầu riêng nói trên, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện điều tra nguyên nhân, rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình sản xuất, thu gom xuất khẩu của doanh nghiệp, cung cấp hợp đồng thu gom lô hàng, danh sách cơ sở thu gom, vườn trồng, cung cấp lô hàng, danh mục thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đã sử dụng tại vườn trồng cung cấp lô hàng. Đồng thời tổ chức thực hiện các hành động khắc phục và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tránh tái diễn vi phạm. Chiều ngày 22 tháng 3, trận mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện và kéo dài gần nửa giờ đồng hồ tại các xã Mường Và, Mường Lèo thuộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, khiến nhiều nhà dân bị thủng và tốc mái, hoa màu hư hỏng. Ngay sau khi dông lốc xảy ra, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, giúp đỡ các hộ khắc phục hậu quả, rà soát thống kê thiệt hại, đồng thời tuyên truyền người dân triển khai các phương án phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra. Theo các chuyên gia, khu vực miền Bắc nước ta thường xuyên xảy ra mưa đá, chủ yếu vào tháng 3 cho đến tháng 5. Vì vậy, các địa phương và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng các phương án ứng phó. Bộ Y tế cho biết đang lấy ý kiến chuyên gia đề xuất xây dựng chính sách cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá mới, trong đó có thuốc lá điện tử. Trong khu vực ASEAN, đã có 5 quốc gia cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử và 4 quốc gia cấm hoàn toàn thuốc lá nung nóng. Thêm vào đó, vừa qua Bộ Y tế đã nhận được bản khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về việc ban hành nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm nicotine, các sản phẩm thuốc lá nung nóng, cũng như cấm quảng cáo các sản phẩm này tại Việt Nam. Bộ Y tế đang xây dựng văn bản liên quan và sẽ có dự thảo trình chính phủ để chính phủ xem xét trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 tới. Với chủ đề Nước cho hòa bình, Ngày Nước Thế giới năm nay nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Giới chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình trạng khan hiếm nước ngày càng gia tăng, hợp tác về nguồn nước giữa các quốc gia đóng vai trò ngày càng quan trọng. Theo Liên Hợp Quốc, 60% nguồn nước bề mặt trên thế giới là tài nguyên chung của từ hai quốc gia trở lên. Do đó, hợp tác trong sử dụng và bảo vệ các nguồn nước là rất cần thiết cho hòa bình và phát triển. Công ước của Liên Hợp Quốc về nước được thiết lập vào năm 1992 và là công cụ quan trọng để thúc đẩy hợp tác về nước xuyên biên giới, giúp các nước giải quyết tranh chấp, sử dụng các nguồn tài nguyên chung một cách hòa bình và bền vững để bảo vệ môi trường và cùng nhau ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo một số nguồn tin, các cơ quan chức năng châu Âu đang có kế hoạch điều tra Apple, Meta và Google để xác định các công ty này có vi phạm các quy định trong đạo luật thị trường kỹ thuật số của Liên minh châu Âu hay không. Ủy ban châu Âu EC dự kiến sẽ công bố thông tin về các cuộc điều tra trong những ngày tới và công bố kết quả điều tra trước tháng 11 năm nay. Nếu vi phạm, các công ty này có thể sẽ phải trả tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm. Đạo luật thị trường kỹ thuật số của EU yêu cầu các công ty công nghệ phải cung cấp cho người dùng và các đối thủ cạnh tranh nhiều lựa chọn hơn để đảm bảo sân chơi bình đẳng. Tuy nhiên, giới chức EU cho rằng các khoản phí dịch vụ mới của Apple và Meta có thể cản trở người dùng hưởng lợi ích. Sau một thời gian bị lực lượng hải quân quốc tế chấn áp, nạn cướp biển Somali lại trỗi dậy trong những tháng vừa qua. Tình trạng này làm gia tăng hơn nữa chi phí của các hãng vận tải biển, vốn đã ở mức cao do phải đối mặt với các vụ tấn công của lực lượng Houthi tiến hành trên Biển Đỏ và các vùng biển lân cận. Theo các đại diện của ngành vận tải biển, hải tặc Somali đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công nhằm bắt giữ các tàu hàng kể từ tháng 11 năm ngoái. Diễn biến này đã đẩy giá thuê nhân viên an ninh có vũ trang tư nhân lên cao, ở mức từ 4.000 đến 15.000 đô la Mỹ trong 3 ngày, tăng khoảng 50% so với tháng 1. Các cuộc tấn công của hải tặc Somali cũng khiến các công ty bảo hiểm mở rộng phạm vi vùng biển áp dụng phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh. Trong nỗ lực giải quyết căng thẳng y tế do các bác sĩ tập sự đồng loạt nghỉ việc, ngày 22 tháng 3, Thủ tướng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cải cách y tế với 4 mục tiêu cơ bản, đồng thời vẫn bảo lưu kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa bắt đầu từ năm sau. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo, bao gồm thuê thêm 1.000 giáo sư giảng dạy tại các trường trên toàn quốc, tích cực sàng lọc để nâng cao chất lượng đầu vào của sinh viên y khoa, tăng cường đầu tư vào chăm sóc y tế ở cơ sở, ngoài khu vực đô thị, và tích cực hỗ trợ bồi dưỡng các bệnh viện địa phương xuất sắc. Ông khẳng định việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh các trường y khoa thêm 2.000 là mức tăng tối thiểu nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ
và chính phủ sẽ đảm bảo cải cách mà không khiến chất lượng đi xuống. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.